tới ba chàng trai, mà cũng lo là không biết là ba chàng trai này sẽ như thế nào. Nếu như mà tìm được một cái người phù hợp với mình đó, thì có thể là mình sẽ tiến xa tới hôn nhân. Em hy vọng là sẽ tìm một chàng rể phù hợp cho mẹ của em. Địa điểm gặp đầu tiên là một quán cà phê cát. Địa điểm này do chính anh chàng ứng cử viên chọn vì biết cô nàng rất thích biển. Trời ơi, bây giờ mình mặc vô là nó còn hồi hộp và còn lo hơn nữa. Chào em. Dạ, em chào anh. Mình đi vào trong nha. Dạ. Trần Thiên Ân, 28 tuổi, trưởng phòng môi trường nhà máy thuốc bảo vệ thực vật. Hai mối tình, một anh chàng khá hài hước, tự tin, thích hip hop và yêu văn thơ. Em rất là ấn tượng. Em nghĩ là hợp nhau khoảng 60-70% rồi đó. Em ấn tượng nhất là cái câu mà bạn này ghi ở đây, lý do ế nè. Theo mình thấy tại mình đẹp quá nên ế. Cái sự tự tin cũng hơi cỡ cỡ em rồi đó, 49-50 rồi đó. Cẩn thận bậc thang, dắt chân cao lên. Rồi, dắt chân kia. Rồi. Rồi, đứng lại một xíu. Anh nghĩ mình nên cởi giày ra. Mình đi không sao đâu. Mình đi thẳng hả? Dạ. Đây là cát hả? Có cái bàn. Rồi em sẽ ngồi vào đây. Em ngồi đây. Ok. Em cảm ơn ạ. Sao? Đi trên không thì cảm thấy nó thế nào? Dạ, nó mát và nó tiếp xúc với cát rất là thích. Cảm giác như là đang ở biển. Em có thích biển không? Dạ cũng có ạ. Dạ, tại vì thì anh nghe nói là em rất là thích đi trên cát và em rất thích biển. Dạ. Quê của anh cũng ở biển nên nếu như mà em rất thích biển thì có thể là một dịp nào đó anh mong muốn được mời em về quê anh chơi. Mình có thể đi ra biển, ngắm hoàng hôn rồi đi trên cát thứ. Quê anh ở đâu hả? Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu thì cũng gần đây. Chạy xe thì chừng một tiếng đồng hồ mà em cũng thích đi phượt đó đúng không? Đúng rồi, em rất là thích đi phượt. Thật sự thì em thấy cái chàng trai này thì anh ấy cũng, cái cá tính anh ấy cũng khá là mạnh mẽ, cũng có cá tính riêng. Anh ấy cũng thích đi phượt. Thì khi mà anh ấy nắm tay em và nhiều em trên cái bãi cát á, thì các cảm giác lúc đó thì mình thấy có đâu đó một cái không khí nó rất là lãng mạn. Thì mình cảm nhận qua cái nắm tay đầu tiên á thì nó khá là ấm áp. Thật sự mà nói á, thì khi em nắm tay bạn đó cảm thấy người con gái này khá là mỏng manh. Tự nhiên cảm thấy mình muốn được che chở. Thì anh có thích đi du lịch, có thích đi phượt không? Hồi Tết xong thì anh đi Sapa. Cuối năm này anh có một cái kế hoạch dự định đi phượt bằng xe máy qua Campuchia. Nếu như mà em có hứng thú thì anh hy vọng tới lúc đó mình có thể sắp xếp đi với nhau qua đó cho biết. Dạ, em hy vọng mình cũng có cái cơ hội đó. À, nói chuyện nãy giờ anh quên giới thiệu với em. Anh tên là Ân Thiên Ân. Anh thích nghe nhạc rap. Em thì em cũng thích nghe nhạc rap tại vì nhạc nó cũng là một phần trong cái đam mê của em. Tại vì em là dancer mà đúng không? Dạ. Thì cái thể loại em theo thì nó hơi mạnh mẽ xíu. Hip hop dance. Em biết nhảy shuffle với là seaworld không ta? Cũng biết chút chút ạ. Chút chút hả? Dạ. Tại vì anh rất là thích cái shuffle dance. Dạ. Trước giờ thì anh muốn đi học nhưng mà anh tìm trên mạng thì thấy ở thành phố Hồ Chí Minh không có nào hướng dẫn hết. Nên rất là muốn tìm một người hướng dẫn anh nhảy. Nếu như mà em biết nhảy thì ok. Hướng dẫn anh nhảy quá tốt luôn. Dạ, em nghĩ nếu có cơ hội thì ok thôi. Nếu như mà anh thật sự thích nó và anh muốn tìm hiểu nó, anh thì xem một file của em á thì anh có nghĩa là anh sẽ biết khá là nhiều thông tin của em rồi. Nhưng mà em thì bây giờ em bị che mặt, em không thấy gì mà anh hết. Thì hiện anh đang làm công việc gì hết? Anh làm trưởng phòng quản lý về cái mảng môi trường cho một cái công ty, một cái nhà máy. Có nghĩa là cái công việc của anh nó có nghĩa là làm sao cho một cái công ty, cái nhà máy đó nó đừng có làm ô nhiễm môi trường. Thì không biết là tính cách của anh thì anh tự nhận xét thì anh thấy thế nào? Em hỏi anh về thế nào, anh cũng nói là anh người nghiêm túc, đàng hoàng, các thứ, ba, đúng không? Thôi bây giờ em gọi là bạn bè của anh, cảm nhận về anh đi. Nhưng mà anh nói chân thật cho em biết nha. Tụi nó nói anh là đứa vui tính, hết lòng với bạn bè. Dạ. Khi nào bạn bè cần thì anh sẽ có mặt. Gọi là một người mà tụi nó có thể tin tưởng được. Mọi người trong gia đình, trong họ hàng thì cũng nói là anh là một đứa gọi là hiếu thảo. Dạ. Rồi cũng không phải là một đứa ăn chơi quậy phá gì. Em hỏi con nữa nha. Lý do tại sao mà anh ế? Anh nói lý do anh giống em tin không? giống em là sao? Em không nhớ gì hả? Cái lý do mà em ế thì tại vì em đẹp quá cho nên em ế. Em đẹp quá cho nên em ế. Còn theo như bạn bè của em nó bảo em là
tại vì mày khùng quá cho nên mày trời cũng đủ tâm tính vậy luôn. Em biết khi anh nói với bạn anh nó hỏi sao mày ế lâu vậy, tao nghĩ là tao đẹp quá nên tao ế. Cái bạn anh nói kia tao nghĩ là mày hoang tưởng quá nên mày ế. Em sao đẹp quá đi. Em có nghe người ta nói là tình yêu đâu phải ai cũng may mắn lừa được nhau chưa? Lý do tại sao mà em ấy? Em là cũng một người hơi khó tính, hơi kén chọn. Tại vì em thường đòi hỏi cao và quyết tâm là không hại giá. Cái mẫu con gái anh thích đó là anh thích những người mà cá tính mạnh mẽ. Em có thể cho anh nắm tay em được không? Tại vì hồi nãy lúc mà dắt em vào thì anh chưa có thời gian để mà cảm nhận được nhiều. Dắt đi thì anh muốn nắm tay em một xíu được không? Sau những cuộc trò chuyện ban đầu, anh chàng Thiên Ân đã có những ấn tượng rất tốt với Trúc Mai. Rất là thích bạn đó, cái cách nói chuyện rất là cởi mở, rất là dễ hòa đồng. Nó tương tự với cái tính của em nhỉ. Mong muốn mình sẽ chinh phục được cô gái này. Em cảm thấy là có khá là nhiều điểm giống em thì nó cũng khoảng là em nghĩ là 70% phù hợp với cái mẫu người mà em đang tìm kiếm. Anh biết là em sẽ còn gặp một vài người nữa. Thì nãy giờ như mình trao đổi với nhau thì anh thấy mình vẫn có nhiều, rất là nhiều sự tương đồng trong suy nghĩ, trong cá tính, trong sở thích. Thì anh hy vọng là mình sẽ có được cơ hội để mà tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Rồi sau đó là có cơ hội được mời em về quê anh đi dạo biển, đi ngắm hôn, ngắm biển. Rồi có cơ hội cùng em đi phượt các thứ mọi nơi. Sau những lời nói nghiêm túc và chân thành, Thiên Ân đã mời Trúc Mai nhảy một điệu nhảy và bao nhiêu điều muốn nói gửi gắm cả vào bài rap mà anh chàng đã chuẩn bị từ trước. Anh có một bài nhạc của một rapper khác chứ không phải anh viết đâu, nhưng mà anh muốn tặng cho em. Yêu trong lặng thinh, chỉ dám nhìn em từ xa. Con đường tình yêu mịt mù, biết bao giờ anh mới lần ra. Hát bâng quơ được mấy lời ca, vì đó là em, người con gái mà trời đã phái làm cho con tim anh lỗi nhịp. Xin em một lần nhìn đến anh, bước đi nhanh làm sao đuổi kịp. Ước khi ta ở thật gần, để tối nào anh cũng được nhìn em ngủ thiếp. Mong em có được giấc mơ đẹp, chứ không phải là ác mộng. Trong giấc mơ, tay nắm tay, thật đắm say, hai ta đi trên bờ cát rộng. Có được em, với anh mãi mãi là khát vọng. Mũi tên tình yêu, đến nhanh mà con tim nhỏ bé làm sao chống. Khi đã yêu là yêu chân thật, không cần dùng đến tiểu xảo. Rồi, cảm ơn em. Anh hy vọng là sau này mình sẽ có cơ hội nhiều hơn để được gặp em và tiếp xúc với em. Ok, cảm ơn anh ạ. Khi mà anh ấy nhìn em nhảy một cái điệu nhảy và hát cho em nghe một cái bài rap, thì thật sự là cái bài rap mà anh ấy hát thì em nghe thì nó không có đúng cái chất rap lắm đâu, nhưng mà em nghĩ sao trời anh này lại thuộc bài một cái đoạn hát dài như vậy thì cũng khá là ấn tượng. Em đã chuẩn bị gì bị sẵn, và đặc biệt hơn nữa là nó chất chứa rất là nhiều cái thông điệp ở trong đó. Có lắng nghe hết được từng câu từng chữ trong đó thì em nghĩ bạn đó sẽ hiểu được là những gì em muốn nhắn nhủ ở trong cái bài nhạc đó. Cái cơ hội để được bạn Mai chọn thì em nghĩ là có cái khoảng 60-70%. Sau khi chia tay Thiên Ân mang một chút tiếc nuối, Trúc Mai đang trên đường đến gặp chàng trai thứ hai, và người đó sẽ là ai đây? Anh chào anh ạ. Chào em là Trúc Mai. Dạ đúng rồi. Biết anh tên gì hả? Ủa, em đã xem profile của anh chưa? Em chưa có một thông tin gì về anh hết. Vậy để anh giới thiệu lại, anh là Vũ Thái Hòa. Vũ Thái Hòa, 28 tuổi, anh chàng có vẻ ngoài khá hiền lành này lại chính là một chàng quay phim siêu ngầu, lãnh lùng và nghiêm túc trong công việc. Một bạn gái của mình mong muốn là một cô gái không quá đẹp, trung thực, giống như mình là được. Cái công việc của anh là mình có nghĩa là mình phải di chuyển nhiều đúng không? Thông thường thì nó đi theo lịch quay, có một người xếp lịch cho mình. Tại vì em thì em chưa biết thông tin gì về anh hết, cho nên chắc là anh cho em biết một chút về cái tính cách cũng như cái cá tính của mình đi. Thì anh là một người dễ hòa đồng, thích làm cho mọi người cười vui, tạo không khí, tạo niềm vui cho người khác. Cái máu nghệ sĩ của mình á, nó có nhiều không? Máu nghệ sĩ là ý em nói đến cái gì vậy? Cái là cái về nghệ thuật. Anh làm phim nhưng mà anh thấy thì anh
khá là thực tế, chứ anh cũng không có bay bổng lắm đâu. Cái mong muốn là cuộc sống ổn định nên anh đang muốn tìm một cô gái có thể tiến sâu hơn, xa hơn. Thí dụ như nếu anh tìm được một người phù hợp á, thì anh dự tính là khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Cái này em coi truyền hình nhiều lắm cái gì nè. Không, thật sự ra thì em cũng muốn, có nghĩa là em tham gia chương trình này không phải là chỉ là vui. Em cũng muốn tìm được một cái người nào đó phù hợp và có thể là đi xa hơn. Cái mẫu người con gái mà anh thích là như thế nào hả? Anh có đọc trong profile là em là con gái đầu lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc là em sẽ cũng một chút biết quán xuyến gia đình hay là biết nấu ăn không? Em thì em gọi là rất là thích nấu ăn. Nhưng mà em nấu món nào là em coi như là dở. Em tự ăn luôn đúng không? Dạ đúng luôn. Không, em không tự ăn luôn. Chứ sao? Nói chung là em nấu rất là dở. Em nấu đỡ dở nhất là món gì? Thì mấy món luộc thì cứ bỏ nước vô luộc thôi. Cái món đó còn dở nữa hả? Dạ. Ít ra thì em cũng biết là luộc bao lâu chín là được. Có vẻ sự thật hơi trái ngược với những suy đoán của anh chàng trước khi đến đây về cô gái của gia đình. Là một con gái đầu lòng thì chắc chắn phải có suy nghĩ là chăm sóc cho bố mẹ hay cho quán xuyến gia đình vậy đó. Thì mình thấy khá phù hợp. Những cái mà về gia đình kia thì em nghĩ là ok. Nhưng mà anh thì anh thích cái mẫu người con gái như thế nào, cá tính như thế nào ạ? Con gái cá tính quá mạnh thì anh hơi sợ. Nhưng mà nếu mà cô gái có một chút cá tính thì vẫn tốt chứ. Em có bướng không? Dạ có. Dạ em là gọi là lì chúa á. Lì chúa hả? Đúng rồi. Ý là ba má nói gì đúng thì em có nghe không? Tất nhiên đúng thì em sẽ nghe. Vậy đâu gọi là bướng đâu. Em thì gọi là em độc lập và những cái mà em thích á thì em làm. Thì đôi khi là nhưng mà nó sẽ trong cái gọi là chấp nhận được á. Nhưng mà những cái mà em thích á thì đôi khi là cũng khó người khác có thể ngăn cản nữa. Thì em muốn là ở cái chỗ đó. Cái đó thì cũng không sao. Đó gọi là mình có chính kiến, mình tự tin, có lập trường riêng của mình thì cũng không có vấn đề gì. Cái mẫu người của anh á thì anh sẽ thích một mẫu người phụ nữ như là dịu dàng, thiên về gia đình, hay là một mẫu người phụ nữ như bên về xã hội, giống như là họ hướng ngoại nhiều hơn á. Anh hả? Anh thì muốn mẫu người độc lập, tức là họ có thể tự sống được. Tức là tại công việc của anh thì đi nhiều á, nên là cần một cô gái cũng biết tự chăm sóc cho mình. Không có quá nhõng nhẽo. Vì thật sự khi ở xa như vậy mà nhõng nhẽo với anh cũng đâu có chạy về liền được đâu. Biết chăm lo gia đình thì tốt. Vậy Anh có cái sở trường gì riêng hoặc là anh yêu thích một cái thể loại nào không? Có đọc trong profile của em là em biết nhảy hip hop, sexy dance nữa. Dạ. Hồi xưa lúc mà cấp 3 đó thì anh tập tành hip hop với mấy bạn. Nhưng mà sau đó thì cũng bỏ lâu rồi. Tập tành đi tập gym đồ. Dạ. Rồi với anh biết hát. Anh có thể hát cho em nghe một đoạn nhỏ nhỏ được không? Tôi biết là thế nào tôi nói ra là chắc chắn nghe hát một đoạn. Anh cũng có chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà lỡ mà anh có quên lời thì em đừng có cười. Dạ không sao. Ngày xưa thân nghe hôn nhiên là tôi mong mơ thân tiên trong ánh nắng mây âm ngâm của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân là tôi mơ. Sorry, đấy cô đó anh quên rồi. Không sao, nhưng mà em thấy anh hát khá là hay á. Được không? Hay, có nghĩa là cái giọng của anh nó khá là ống. Em có biết hát không? Em hát dở đúng không? Em hát dở hả? Dạ. Đang tính rủ em đi hát karaoke. Thôi em có thể hỏi tiếp gì để anh suy nghĩ. Dạ. Đối với anh á thì công việc của anh á thì nếu mà phải đi nhiều như vậy á thì anh có tính lăng nhăng không? Anh thì không có tính lăng nhăng. Nhưng mà trước khi bắt đầu một tình yêu thì mình có thể làm bạn với nhiều người đúng không em?
Nhưng khi mà đã xác định một mối quan hệ, một hai bên đã gật đầu đồng ý, ok, chúng ta ký hợp đồng, bây giờ là sẽ bắt đầu một tình yêu đó. Thì khi mà như vậy rồi thì chắc chắn là anh sẽ hạn chế và không còn rắc thính nữa. Tức là phải bình tập thường trung. Anh rắc thính nhiều lắm đúng không? cái đó gọi là mối quan hệ, xây dựng một số mối quan hệ thông thường thôi, chứ nó rắc tính là tại anh dùng từ hơi quá. Cái này tại anh nói là không nói lớn đâu. Em có thấy không gian ở đây đẹp không? Dạ, ở đây rất là dễ thương. Nhưng mà tại vì em thì em cũng không thích gấu lắm, tại vì tính em thì nó hơi men. Em không thích gấu hả? Dạ. Anh vừa mới có một suy nghĩ lé lên trong đầu đó là anh tính tặng cho em một con gấu. Nếu mà muốn quà thì em sẽ vui. Bạn Trúc Mai ơi, thì cho mình tặng bạn con gấu này nha. À, cảm ơn anh ạ. Ây da, nó hơi bự. Nó bự thiệt. Chắc nó bự bằng em luôn hả? Bạn có thể cho mình cảm nhận thêm một chút về bạn qua cái nắm tay không? Dạ được ạ. Em cũng không thấy đâu á. Trời, tay gì mà mềm quá vậy? Sao tay mềm mềm như vậy? Ủa, anh tưởng em nhảy nhót rồi, chắc cũng phải chạy chụa đồ. Hay là tay chân... Sao mà cái tay mềm quá? Anh biết, trước anh là có một bạn, em đã gặp một bạn rồi. Và sau anh em sẽ gặp một bạn nữa. Nhưng mà anh mong rằng người em sẽ lựa chọn là anh. Sau cuộc trò chuyện có vẻ không cùng quan điểm, anh chàng quay phim đã giảm bớt sự tự tin của mình. Mình lại không nghĩ là bên ngoài bạn lại dễ thương đến vậy. Và mình hơi bị tuột cái phần tự tin của mình lại một chút. Khả năng bạn chấp nhận và cho mình vào vòng trong thì khoảng 70%. 70% tuột lại chút xíu, chắc còn khoảng 68-69% thôi. Ảnh có một số cái sở trường như vậy, ví dụ như ảnh hát rất là hay, cái giọng nói thì cũng khá là ống, cái cách mà ảnh nói chuyện với mình nó cũng khá là quan tâm. Tuy nhiên thì em cũng hơi đáng đau một chút là tại vì ảnh làm bên ngành nghệ thuật, ảnh làm phim thì cái công việc của ảnh phải đi công tác nhiều thì em sợ là ảnh hơi rất thú vị. Phạm Trung Hiếu, 29 tuổi, chuyên viên phụ trách truyền thông và biên tập viên. Mình thích bạn gái đó có cái sự nhẹ nhàng nhưng mà cũng có cái sự năng động, mạnh mẽ, trẻ trung, tính hơi con trai một chút. Từ sáng giờ có mệt không? Dạ cũng hơi mệt xíu. Em biết tại sao anh chọn ở đây để ghi hình không? Dạ không ạ. Tại vì tên em là tên loài hoa nên anh chọn ở đây. Vậy anh kiếm trong này có hoa mai không? Ở đây thì chưa có hôm mai, tại vì hôm mai thì tới Tết nè. Anh hy vọng là mình sẽ còn gặp nhau tới Tết để anh tặng em hôm mai. Dạ. Công việc anh mình phải đi công tác nhiều không? Có phải đi tỉnh hay là đi công tác ở xa nhiều không anh? Chủ yếu là việc ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Mai thích đi du lịch không? Dạ đúng rồi, em rất thích đi phượt. Thì em thích đi lên rừng hay là xuống biển? Em thì em thích những cái mà cảnh mà nó thiên nhiên á. Thì lên rừng cũng được, xuống biển cũng được, miễn là nó gần gũi với thiên nhiên. Tại vì em thì em thích khám phá hơn. Anh cũng thích đi du lịch, làm ra tiền bao nhiêu đi du lịch hết trơn, không để dành được gì hết. Cái mẫu người bạn gái của anh á thì là một người như thế nào? Anh thì thích mẫu người con gái nhưng mà có cái tính mạnh mẽ. Cá tính, đừng có bánh bèo quá. Nhưng mà nhiều lúc thể hiện sự mềm mại, dịu dàng. Ví dụ như một người mà cá tính họ hơi mạnh á, cái tôi của họ cũng hơi cao á, thì cái người con gái như vậy anh thấy thế nào? Nếu mà yêu nhau mà bạn nữ nó mạnh là lên nó thì anh sẽ yếu lại. Anh có sợ bị lép vế không? Tránh vôi chẳng xấu mặt nào.
Nhưng anh không có nghĩ bạn gái mình là boy, nhưng mà anh nghĩ là nhường nhịn cho người phụ nữ cũng là một sự mạnh mẽ của đàn ông. Em thấy là cái công việc của anh là về truyền thông á, thì cái công việc này nó khá là năng động và nó sẽ, cái mối quan hệ của mình á, nó sẽ được mở rộng và anh tiếp xúc khá là nhiều người. Thì em không biết hiện tại là tại sao hiện tại bây giờ anh vẫn còn ế vậy? Như em nói là anh tiếp xúc với nhiều người, có nhiều bạn bè, nên là thời gian thì chia sẻ cho bạn bè rất là nhiều, không có thích bị trói buộc. Quen bạn gái thì anh cũng suy nghĩ là mình sẽ dành thời gian cho nhiều người cho người đó nhiều hơn. Thì anh chưa có sẵn sàng cái cuộc sống như vậy. Thì tới cái tuổi này thì anh lại suy nghĩ khác, anh nói là mình cần phải thay đổi. Tại vì cuộc sống nó ổn định và dành cho một người thì nó sẽ tốt hơn là dành cho nhiều người, đối với người trưởng thành. Ví dụ như nếu mà một đối tượng mà anh muốn tiến đến hôn nhân á, thì anh nghĩ cái người con gái anh thích sẽ là người phụ nữ chăm lo cho gia đình, hay là một người phụ nữ giỏi những cái công việc hoặc là bên ngoài xã hội? Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tôn trọng cái quyết định của người đó. Nếu mà người phụ nữ thích công việc xã hội, thích giao lưu bên ngoài, là thích làm việc, thì anh vẫn chấp nhận, vẫn đồng ý. Nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo những cái chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thì không biết là khi anh xem cái rồ khoai của em á, thì anh ấn tượng nhất điều gì về em? Anh ấn tượng nhất là em chia sẻ là mình là người năng động, hùng hùng dễ thương gì đó. Với lại là thích đi phượt, thì anh thấy đó là mẫu người mình có thể gắn bó được. Thường em thấy là con trai người ta hay thích những mẫu người con gái gọi là dịu dàng, rồi chăm lo cho gia đình hơn. Còn những người thì đôi khi cá tính mà họ mạnh quá thì đôi khi lại người ta lại e dè. Anh cần một người có thể hiểu anh và đồng cảm với anh và có thể đồng hành với anh trong cái cuộc sống. Còn chuyện chăm lo gia đình á, mẹ anh có nói là mày lấy vợ đi rồi con mày tao giữ cũng được, con mày tao nuôi cũng được. Hai đứa mày đi sống với nhau hạnh phúc là được rồi. Anh cần một người yêu, một người vợ mà có thể là bạn đồng hành với anh, chứ không phải là chỉ là người vợ thôi. Em có thấy là không khí ở đây nó hơi lạnh không? Dạ, ở đây thì nó hơi lạnh một chút. Người ta nói là hơi ấm từ trái tim á là thể hiện rõ nhất ở bàn tay. Thì anh muốn cảm nhận cái hơi ấm đó thì em có sẵn sàng. Cảm xúc đến cũng thật tự nhiên, chỉ một lần chạm tay cũng khiến con tim trở nên loạn nhịp với anh chàng vốn tưởng mình khô khan. Đầu chương trình đó thì mình nghĩ là cái nắm tay đó là chỉ thể hiện sự giao lưu giữa hai người với nhau và để cảm nhận lần đầu tiên có sự tiếp xúc. Nhưng mà khi mà nắm tay Mai thì mình thấy rất là xúc động và mình tưởng tượng là cái nắm tay đó nó sẽ lâu dài và hai đứa có thể cùng nắm tay đó để đi được những chặng đường xa hơn trong cuộc sống. Mình rất là hy vọng vào cuộc hẹn này. Anh hy vọng là anh nắm bàn tay em đó thì anh sẽ có thể là dẫn em đi đến những nơi mà trước đây em đã đi mà chỉ có mình anh thôi. Anh hy vọng là em sẽ hiểu được đó nha. Sẽ lựa chọn anh. Anh cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Em chờ anh chút xíu nha. Dạ. Trái với vẻ ngoài điềm đạm, anh chàng là một người hoạt bát và hơi nghệ sĩ. Thì người ta nói vòng hoa đối với người con trai là vòng nguyệt quế để thể hiện sự chiến thắng. Còn đối với người con gái thì nó là một cái vương miện để khẳng định cái sắc đẹp và cái tài năng của người con gái đó. Thì anh muốn tặng cái vòng hoa này cho em, như là để thể hiện cái sự chiến thắng của anh trong cuộc đời này, cũng như là cái sắc đẹp và cái tài năng của em trong lòng anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Là người cuối cùng để em lựa chọn á, thì anh biết là mình có những cái bất lợi riêng, tại vì em đã tiếp xúc được hai bạn trai kia và cũng có những cái nhận định và những cái cân đo đong đếm. Nhưng mà anh tin là the best for the last. Yeah. Có nghĩa là cái tốt thì luôn ở cuối cùng. Anh không dám khẳng định anh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất đối với hai bạn trai kia. Nhưng mà anh sẽ khẳng định là anh sẽ làm những gì mà để xứng đáng với sự lựa chọn của em.
sau khi gặp gỡ Mai thì hiện giờ cảm xúc của mình vẫn còn rất là đong đầy. Bạn ấy rất là đặc biệt, tại vì khi gặp thì bạn ấy hỏi mình rất là nhiều và rất là chủ động, là mình cảm thấy đây là một người con gái mà mình đang tìm. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Sau thời gian nói chuyện và tiếp xúc với 3 chàng trai thì đến bây giờ thì em phải đưa ra cái quyết định của mình rồi. Thì thật sự bây giờ cái quyết định này em cảm thấy là nó hơi khó khăn một chút. Ở chàng trai số 1 thì anh ấy là một người khá là năng động, khá là chủ động, có chung những cái sở thích với em, như là cũng thích những cái thiên về nghệ thuật, về âm nhạc, nhảy múa, cũng thích là đi du lịch, đi phượt. Chàng trai số 2 thì anh này thì anh thì hơi rụt rè, hơi nhát một chút, nhưng mà ở đâu đó ở ảnh em thấy có một cái sự dễ thương, một sự chân thành. Và cái suy nghĩ của ảnh, cái định hướng của ảnh thì cũng là muốn tìm hiểu một cái mối quan hệ lâu dài á. Chàng trai cuối cùng thì em ấn tượng bởi cái khả năng ăn nói của ảnh, tại vì cái việc mà trao đổi này kia thì em thấy cũng nó xuất phát từ cái tâm của ảnh khi mà ảnh nói ra. Và hiện tại bây giờ tâm trạng của em, nếu như mà nói không có hồi hộp thì cũng sai, nhưng mà thật ra là có một chút hồi hộp và một chút mong đợi. Mình hơi bị thiếu tự tin. Mình thì sau khi gặp gỡ Trúc Mai thì mình thấy rất là quý và rất là mong muốn được bạn Trúc Mai chọn. Mình cũng đã thể hiện hết tình cảm của mình rồi. Mình tin là Trúc Mai sẽ cảm nhận được và sẽ lựa chọn mình. Theo em nghĩ thì người bên phải đầu tiên là chàng trai số 2, người bên trái sẽ là chàng trai số 1 và người ở giữa sẽ là chàng trai số 3. Cái việc mà mình đoán được các anh chàng theo cái số thứ tự mà mình đã gặp á, thì nó theo cái cảm nhận của mình, và người ta nói là phụ nữ thì thường có giác quan thứ 6 á, thì mình cũng khá là nhạy ở đó, thì mình nghĩ là chính cái giác quan này nó đã hỗ trợ cho mình. Thì anh hy vọng là mình sẽ có được cơ hội để mà tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Sau đó là có cơ hội được mời em về quê anh dạo biển, đi ngắm pháo hoa, ngắm biển, rồi có cơ hội cùng em đi phượt các thứ mọi nơi. Chúng ta ký hợp đồng bây giờ là sẽ bắt đầu một tình yêu đó. Thì khi mà như vậy rồi thì chắc chắn là anh sẽ hạn chế và không còn rất thính nữa. Anh tin là the best for the last, có nghĩa là cái tốt thì luôn ở cuối cùng. Vậy cho em gặp chàng trai số 3 đi ạ. Anh này làm về truyền thông, về PR thì có thể là cái công việc của ảnh đôi khi nó sẽ khá là căng thẳng. Cái thời gian của ảnh em sợ là dành cho em sẽ không nhiều. Còn chàng trai số 1 ở đâu ạ? Chàng trai số 1 thì điều em băn khoăn đó chính là anh này có thể là ảnh sẽ không ổn định lắm, có nghĩa là ảnh hơi bay nhảy một xíu á, tại vì ảnh thì cũng thiên về nghệ thuật, cũng thích nghệ thuật và thích đi đây đi đó. Còn anh chàng trai số 2 ạ? Ở anh này thì khá là chín chắn cái suy nghĩ của ảnh, nhưng mà em hơi băn khoăn là về cái
cái tính cách của ảnh á, với lại cái thứ hai là ảnh làm về làm phim thì cái cơ hội mà ảnh tiếp xúc các mối quan hệ thì đôi khi là em sợ nó hơi phức tạp. Thật ra thì em đều có ấn tượng với cả ba anh, mỗi người đều có một cái đặc điểm riêng, cái cá tính riêng. Sau khi mà đưa ra cái quyết định này, thật sự nó là một quyết định rất là khó khăn. Em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà qua quá trình tiếp xúc thì bằng chính sự cảm nhận của mình thì cuối cùng thì em cũng sẽ đưa ra cái quyết định. Nếu nói lo ngại thì em cũng không có lo ngại nhiều lắm. Theo mình nghĩ là khoảng 60-70%. Đã đến lúc cô nàng phải có lựa chọn cho mình, và Trúc Mai sẽ quyết định như thế nào đây? Em rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình, đã tạo cho em những cái bất ngờ, cũng như là những cái điều thú vị trong chương trình và những cái chia sẻ hợp của anh. Anh là thuộc cung Thiên Bình á. Thật ra thì em bị có nghĩa là em không thích con trai cung Thiên Bình. Họ có nhiều mối quan hệ. Nhưng mà thật sự thì em cũng rất tiếc là rất là xin lỗi, cũng là rất là tiếc em không chọn anh ở đây. Tại vì mỗi người thì đều có mỗi cái cá tính, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải đưa ra quyết định thôi. Thì cái quyết định của em là mình sẽ loại chàng trai số 2. Chúc em sẽ tìm được người phù hợp trong chương trình này. Thật sự với anh thì có khá là nhiều ưu điểm. Anh hát rất là hay, những cái suy nghĩ của anh cũng khá là chín chắn. Tuy nhiên cái điều mà em băn khoăn đó chính là về công việc của mình. Thì anh làm bên lĩnh vực nghệ thuật á, thì đâu đó là em phân vân là có thể anh sẽ có khá là nhiều mối quan hệ tiếp xúc. Thì đâu đó thì em cảm thấy là em đắn đo ở cái phần đó. Thì cái việc mà lâu dài thì em nghĩ là nó không được lâu dài. Yêu thì có thử thách này nọ thì mới chứng tỏ được chàng trai đó là một người không có lăng nhăng hay bất cứ gì. Còn nếu như bình thường em gặp một chàng trai nó ít tiếp xúc với những cô gái khác, thực sự là mới lần đầu tiếp xúc với em và thấy yêu em rồi, nhưng khi họ thỉnh thoảng họ vẫn có va chạm bên ngoài xã hội, vẫn gặp những cô gái khác trong những dịp tình cờ nào đó, thì có thể họ yêu một cô gái khác một cách nhanh chóng khi họ được dịp so sánh, họ được dịp nhìn nhận so sánh lại với em, thì cái người đó ra đi sẽ là mãi mãi đi mất tiêu luôn. Còn với những chàng trai đã va chạm quá nhiều rồi thì họ chín chắn hơn, họ sẽ yêu em và thật lòng với em hơn, và sẽ không bị tác động từ những chuyện bên ngoài. Thì anh mong là em sẽ nhìn nhận tốt hơn về những chàng trai làm trong lĩnh vực nghệ thuật giống như anh. Cuối cùng chàng trai phải dừng bước là Thái Hòa. Một chút buồn, một chút tiếc nuối. Chúc em hạnh phúc. Chúc anh may mắn. Cũng cảm thấy rất là tiếc, và khi nhìn cái vẻ của anh cũng khá là buồn thì mình cũng thấy là hơi có lỗi. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái quyết định này của em thì nó xuất phát từ những cái chính cái cảm nhận và chính cái trái tim của em mách bảo, thì em nghĩ đây là một cái quyết định rất là. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Như vậy, cuộc đua đến trái tim của Trúc Mai chỉ còn hai chàng trai, Thiên Ân và Trung Hiếu. Liệu họ sẽ làm như thế nào để có thể chinh phục cô nàng cá tính đáng yêu nhưng cũng vô cùng sâu sắc này đây? Em học nhảy được bao lâu rồi? Em học nhảy thì cũng được 2 năm. Cô Mai nhảy là thể loại gì? Thể loại kiểu là nhảy hiện đại á. Múa cột đúng không?
có, nhưng mà anh đứng anh làm cột cho em muốn. Cái trường phái đó hơi khó. Mai thích quen bạn trai làm giờ hành chính hay là làm việc tự do? Em thì em không có quan niệm bạn đó làm giờ hành chính hay thoải mái thời gian thì cũng được, mà quan trọng là dành nhiều thời gian cho em là được. Anh thì ví dụ như thời gian rảnh á thì anh thường làm gì? Anh thời gian rảnh thì tụ tập bạn bè đi đi phố đi bộ, đi bùi viện, đi trà sữa. Anh cũng thích uống trà sữa mà. Hoặc là lai rai. Anh già nhưng mà anh quen bạn với lại em Úc toàn là teen luôn à. Nên là kiểu mình bị teen hóa. Khi mà đi chung ba người thì bạn kia có vẻ lấn át em hơn một xíu về cái chuyện cách nói chuyện, về cách quan tâm chăm sóc. Có thật mới vực được đạo, Trúc Mai đã dắt hai chàng trai đi dùng bữa trưa để nạp năng lượng. Anh đói bụng chưa? Đói chứ. Đi sáng giờ thì cũng mệt ha, chắc là mình ăn trưa xong rồi mình sẽ có những cái hoạt động tiếp theo nha. Mọi người ngồi giữa là trả tiền phải không? Thường em ăn trưa ở văn phòng là cơm của công ty hay là ở ngoài? Em ăn cơm mẹ nấu. Thì có hợp với anh có quan trọng cái việc là người phụ nữ trong gia đình đó, là phải biết nấu ăn. Anh nấu ăn cũng được, nó ngon. Thậm chí là nấu ăn ngon nhé, nhưng mà ý là trong gia đình thì có thể chia sẻ công việc làm. Ví dụ như anh nấu ok, vợ đi chợ anh nấu chuyện bình thường. Anh nghĩ là hai người yêu nhau thì cùng nấu ăn đó, nó làm một thứ vui, nên là sẽ không nghĩ là trách nhiệm hay là công việc. Nên là nấu ăn thì ra nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà em nghĩ là màu bếp là niềm vui với người mà mình yêu mình thương vậy. Thì nó sẽ dễ và tự động sẽ ngon. Anh thì thích người ví dụ như gọn gàng sạch sẽ hay là nhà ông thì luôn thích phụ nữ gọn gàng, nhưng mà lại không thích là người phụ nữ yêu cầu mình gọn gàng. Tại sao? Đó đúng rồi đó. Tại sao? Ví dụ là mình bề bộn đi thì người phụ nữ đó có thể là dọn, hoặc là có thể là không dọn thì để đó chừng nào là kêu anh dọn cái này cho gọn, người ta sẽ dọn. Chứ còn thấy bề bộn á, cằn nhằn hồi anh là bề bộn quá độ em dọn em mệt này nọ thì nó sẽ không thích, sẽ cảm thấy là cảm thấy áp lực khi mà sống chung. Anh không thích người cằn nhằn, nhưng mà khi người ta nói thì anh có thực hiện mấy cái đó không? Nói đúng thì sẽ nghe, nhưng mà nói như vậy cái kiểu là vui vẻ hoặc là nhẹ nhàng. Mọi người nói em là một cái mẫu người mà gọi là trong những cuộc vui thì người ta luôn muốn có một cái người làm tâm điểm để mà tạo không khí, nâng bầu không khí lên á, không làm cho không khí trầm xuống. Thì em nghĩ đó là một cái điểm mạnh của em, và em nghĩ là khi mà cái bạn đó tiếp xúc với em thì em sẽ không để cái câu chuyện nó trôi đi hoặc là nó trầm lặng quá. Ba mẹ có hối kết hôn chưa? Thật ra thì hối cũng nhiều, mà hối riết thì bây giờ là sẽ không hối nữa. Hai anh nào thích chơi thể thao? Thể thao môn nào biết? Không biết, không có môn nào chơi giỏi. Có đi bơi với lại đi tập gym mà lúc trước, còn bây giờ có thời gian bận quá không có thời gian gì. Hiện tại thì em sẽ có một trò chơi cho hai anh. Hai là mình sẽ chơi một trò, rồi mình sẽ gọi món nước để uống. Thì theo hai anh là cái món nước yêu thích của em là món gì? Chơi con gái toàn là những người cá tính mạnh mạnh với em gì đó, mà khi anh đi uống nước với mấy bạn thì vô quán toàn là anh kêu nước cam thì nó kêu cà phê, và khi người ta bưng ra người ta toàn để cà phê cho anh, để nước cam nó nằm phải đổi lại. Có thể đó là một cái gì đó thúc đẩy cho anh chọn món cà phê đó, thì anh gọi cà phê cho em. Anh không biết là có phải món em thích hay không. Đây là món anh đoán em thích. Ai biết trà sữa thì mấy bạn trẻ, mấy bạn teen thì thích uống luôn. Mà món này anh chọn là tên là trà sữa quy lương. Thì nó một cái ý nghĩa về tình yêu nè.
mà tính chất của món nước này nó cũng rất là đặc biệt, bởi vì nó làm từ trà và sữa. Trà thì có vị đắng, sữa thì có vị ngọt, giống như cuộc đời mình có nhiều lúc buồn vui thì đó mới tạo nên cái sự muôn màu của cuộc sống mà mình mới trưởng thành hơn. Hy vọng là em thích uống nước này cũng như là thích cái phần trình bày mà anh đã trình bày cho em. Giữa hai món này thì mỗi một cái ly nước thì nó cũng có một cái thông điệp. Hai người đến em thì cũng cảm ơn hai anh. Như anh nói thì cái đúng là nó cái cá tính em thì nó cũng khá là mạnh. Nhưng mà đâu đó trong cái sự mạnh mẽ đó nó cũng có xíu gì đó nó hơi tính đèn, nó hơi trẻ con. Cái món mà em bị nghiện thì là món trà sữa hơn. Còn em thì em không uống được cà phê. Một lần nữa, Trung Hiếu đã ghi điểm vì sự tinh tế và thấu hiểu Trúc Mai. Sau bữa ăn trưa, cả ba cùng đến khu trượt patin, nơi lý tưởng dành cho các cặp đôi thể hiện tình cảm. Chào chị. Hai chị. Chào chị. Chào mừng các bạn đến với bộ môn patin. Thế các bạn đã biết gì về patin chưa? Được chưa? Nó nói về nghệ thuật thì nó rất là đẹp, là môi trường tốt là để có một cặp đôi á, yêu nhau, tới đây chơi giải trí rất là lãng mạn. Dạ, nhìn hướng dẫn. Giữa này nó có cái gì ở dưới này ta? Người cúi xuống, đầu gối cong xuống. Đúng rồi. Bạn nào đi được thì cứ đi tiếp nha. Để làm quen với đôi giày đi nha. Đúng rồi. Không sao. Cứ bình tĩnh không sao. Rồi, hai chân để vào nhau. Rồi, bước từng bước lên. Được không em? Được, rất được. Mai ơi, chờ anh Mai ơi. Ai? Chơi là không có khóc nha. Ai? À, sao em đứng vậy đó? Từ từ. Thôi em đi trước đi rồi em lướt sau. Đi vậy thì nó không có đi được. Nói chung là hôm nay là một cô gái đi với hai chàng trai. Vậy bây giờ sau một hồi làm quen với lại sân chơi rồi đúng không? Bây giờ bạn nữ có thể chọn ra một chàng trai mà mình cảm thấy là mình yêu mến hay mình thích rồi đó. Dẫn nhau đi một vòng. Thì hiện em sẽ chọn người để chung với em thì em chọn. Lần này người được chọn lại là Trung Hiếu. Cái anh cái bên đi. Em sợ đó, hồi em dắt anh đi quá chứ. Anh đừng té nha. Bữa nay học cái té rồi em sợ gì nữa. Em chỉ sợ bập người. Bạn chơi này bạn là một người ngọt ngào hơn em, quan tâm hơn em, cần phải cố gắng nhiều hơn để mà vượt lên dẫn trước bạn đó ăn lại điểm. Em có nghĩ là chuyện gì là một mình khó làm hai người sẽ dễ hơn không? Không, tùy chuyện á. Đây. Mình đánh. Chưa. Không phải là cố tình té lại được ôm ấy chứ. Ông cố tình. Sau bao lần làm người ngoài cuộc, cuối cùng Thiên Ân cũng có được cơ hội thể hiện với người đẹp. Hồi nãy té mấy lần? Lần này phát huy 2 lần nha. Dạ, anh muốn té mấy lần? Tranh thủ té nha. Em thôi, em muốn té mấy lần? Em không té rồi đó. Nắm tay em đi tập món này. Thực ra là dành nhiều tâm trí cho cái việc sợ té. Bây giờ trong đầu anh là chỉ có sợ té thôi đúng không? Đúng rồi. Đã không còn nhớ gì nữa. Đúng rồi. Anh Ân á thì em thấy là mình có cảm giác là an toàn hơn. Thì tại vì anh Ân thì dìu em nhiều hơn. Còn đi với anh Hiếu thì bị té nhiều hơn. Nhưng mà cũng có một cái số điểm khi té thì nó cũng có một cái điều rất là vui. Em thấy bạn trai kia đi giỏi hơn. Nhưng mà em nghĩ đây là cuộc chơi thôi nên là nó cũng không ảnh hưởng gì. Để khẳng định tình cảm của hai chàng trai đối với mình, Trúc Mai đã đưa ra thử thách cuối cùng trước khi quyết định lựa chọn. Em đưa anh ra đây có gì không, muốn nói không? Hiện tại thì bây giờ là gần đến vòng cuối rồi. Và cái trải nghiệm hồi sáng đến giờ thì em nghĩ nó vẫn còn thiếu cái gì đó. Thì em cũng muốn là hai anh hãy bộc lộ hết bản thân mình, xem là có
cái tài năng nào đó nó thực sự là nó thu hút em hay không. Thì hiện em sẽ có một cái bài mình sẽ nhảy ha. Thì anh biết anh thích hip hop dance không? Có thích mà không có biết. Thì anh thích rap mà, cho nên hip hop anh thích chứ. Okay. Thì có vẻ anh khá là thích hip hop dance ha. Nhưng mà bữa nay bài diễn của mình sẽ là sexy dance. Trước thử thách hơi tinh nghịch của cô nàng, hai chàng nam nhi chỉ biết ngậm ngùi mà tập theo. Thì em sẽ hướng dẫn hai anh, mỗi người sẽ có khoảng 7 phút ha. Em sẽ hướng dẫn các anh và sau đó thì các anh sẽ tự tin thể hiện chính mình. Động tác đầu tiên là sẽ là mông ha. Thì mình sẽ uốn qua, hai mông qua lại. Trước ha, nhúng chuyển. Rồi, giờ mình làm nhanh lên. Bạn nói anh đeo ly đen mà. Rồi, được chưa? Cái động tác nào đơn giản hơn không? Rồi, tới cái động tác ngược. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai lần lượn sóng. 1, 2, 3, 4. Rồi, okay. Mình sẽ nhảy xuống. 5, 6, 7, 8. Xuống rồi nhúng lên. Được chưa? Anh không sao. Anh nhảy kì quá ha. Anh cúng thì ghê quá, Sau đây thì mình sẽ là cuộc thi giữa hai chàng trai. Hiện tại thì nếu như chàng trai nào thắng thì sẽ được một món quà, một phần thưởng, đó chính là cổng em từ đầu cầu này đến cuối cầu này. Ok, chị nhỏ. 5, 6, 7 đi. Vẻ thì Tần đã tìm ra lợi thế của mình trước đối thủ, đó là dẻo dai hơn. Em thì thực sự thích Mai rồi, nhưng mà cái sau thử thách thì mình thua thì mình phải tôn trọng cái lượt chơi. Mình ảnh đúng không anh? Sao quả chứ? Vậy em muốn anh trả lời sao? Muốn trả lời thật lòng hay là giả dối? Nhiều khi để em biết được em xuống nhau anh xuống cầu nữa mà đúng không? Xưa giờ có được ai cổng vậy chưa? Có chưa ta? Có ba em cổng. Ngoài ra chưa có ai cổng nào. Hình tiệt. Vậy là hôm nay anh được cái diễm phúc đó đúng không? Khi thấy bạn kia được cổng Mai thì mình cũng thấy hơi buồn một chút. Dạ, thật ra thì mệt với anh, nhưng mà cảm thấy xứng đáng. Mệt thêm vài lần nữa cũng được. Khi mà anh Ân thắng cái thử thách nhảy và ảnh cổng em một vòng thì thật sự thì giống như cái cảm giác của em nó vừa hồi hộp và nó cũng có cái gì đó lạ lạ lắm. Hôm nay tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian như vậy thì em nhận xét như thế nào về anh? Kể từ lúc đó mà nói chuyện mà không thấy mặt đến hiện tại luôn thì em vẫn thấy là cái cá tính của anh với lại những cái mà chia sẻ của anh thì nó rất là đúng với lại con người mà nãy giờ sáng giờ anh thể hiện. Em muốn biết là anh cảm nhận về em như thế nào? Anh có thể nắm tay em này không? Tại vì hồi sáng anh có xin nắm tay một lần rồi đúng không? Mà lúc đó thì em vẫn chưa có thấy mặt anh, cho nên có lẽ là cũng chưa tiếp xúc nhiều với anh, thì có lẽ lúc đó là em cũng chưa có cái cảm xúc nhiều về cái nắm tay đó. Thì bây giờ có những điều anh muốn nói với em thì anh muốn nắm tay như thế này nói cho nó bộc lộ được hết những cái gì anh nghĩ. Thứ nhất là anh thấy giống như em nói, anh cũng cảm thấy ở em một cái sự gì đó rất là hòa hợp, giống như những gì mà anh đang tìm kiếm. Anh nghĩ là nếu như mà quen nhau, gặp nhau thì những cái cuộc gặp gỡ của chúng ta, những cái buổi đi chơi nó sẽ rất là vui vẻ, nó sẽ rất vui chứ nó không có nhàm chán. Thì thật sự em cũng thấy là anh không có giỏi về
về cách ngọt ngào bày tỏ tình cảm qua cái lời nói, nhưng mà anh cái cách thể hiện tình cảm của anh được là qua những cử chỉ nhỏ thôi. Thì thật ra năng khiếu của anh thì anh nghĩ cũng có nhiều chút lặt vặt, chắc là anh cũng chỉ thể hiện được với em là cái khả năng rap của mình thôi. Dù em quyết định như thế nào thì anh cũng tin đó là tiếng con tim của em, thì anh vẫn rất là vui vẻ với điều đó, và anh dù thế nào thì anh vẫn luôn cầu chúc cho em vui vẻ và hạnh phúc, cho dù người đó không phải là anh hay là như thế nào thì mình vẫn có thể là bạn bè hay gì đó, nhưng mà anh vẫn mong là mình sẽ làm một cái gì đó cao hơn là một người bạn. Thì mình có một phần là thể hiện tài năng trước khi mà anh quyết định. Đầu óc anh nó cũng bối rối nên anh không làm khác nữa, mà anh sẽ đọc cho em một bài thơ. Bài thơ này thì anh thích nhưng mà anh không có thuộc tại vì nó rất là dài. Đó là bài thơ Đôi Dép. Bài thơ đầu anh viết để tặng em là bài thơ viết về đôi dép. Khi nỗi nhớ trở nên da diết, những vật tầm thường cũng có thể làm thơ. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ mà bên nhau không rời nhau nửa bước. Cùng vinh hiển những con đường xuôi ngược, lên xuống cùng nhau giữa các bụi đường đời. Anh nhớ như vậy thôi mà không biết là chính xác hay không. Thì anh hy vọng là mình sẽ có thời gian gặp nhau nhiều hơn, thì anh sẽ đọc cho em trọn vẹn bài thơ đó. Từ sáng tới giờ thì trải qua nhiều cảm xúc. Thì thật sự thì em cảm thấy là về tính cách của anh, hoặc là về những cái mà anh thể hiện, những cái cử chỉ nhỏ nhỏ thôi. Đặc biệt thì cũng có nhiều cái sở thích, những cái tính cách thì cũng khá là phù hợp với lại cái mẫu người mà em đang tìm. Thì nhưng mà anh cũng không có đặt nặng vấn đề là em chọn anh hay là chọn bạn kia. Vì là cái chuyện tình cảm thì không có nói trước được điều gì, thì cái trái tim mình mất bảo thôi. Thì em chọn như thế nào thì anh cũng tin tưởng đó là quyết định đúng và nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Thì em cứ suy nghĩ theo con tim mình bảo. Bây giờ là đến giai đoạn cuối cùng rồi. Thì trước khi bạn Mai quyết định thì em cũng nghĩ là thời gian qua là đủ để mà Mai đã cảm nhận được cũng như là cảm thấy được tình cảm của em. Thì em tin là Mai sẽ có lựa chọn đúng đắn. Em tự tin là 50% mà. Tại vì em thấy Đoạn Ân không có thể hiện nhiều nhưng mà bạn có cái sự chân thành. Nếu mà Mai mà cảm nhận được là thì Mai cũng sẽ có cái sự cân đo đong đếm chứ không có hẳn là nghi ngẩn về em. Trước khi mà nói chuyện với Mai á thì cái sự tự tin của em nó không nhiều lắm. Từ hồi sáng từ sự tự tin từ 60-70% thì hồi nãy chắc còn dưới nửa, khoảng 40% thôi. Nhưng mà sau khi nói chuyện với Mai xong thì em thấy nó nhích lên được xíu. Tỷ lệ của em chắc cũng cao quá, chắc khoảng đâu đó 60% á. Thật ra em với bạn chơi này thì hai người là hai cái tính cách khác nhau, hai cách thể hiện tình cảm khác nhau. Qua những gì em trao đổi với Mai thì em cũng nghĩ là bạn Mai sẽ nghiêng về cái mô típ người giống như em hơn. Đã đến lúc là em phải đưa ra cái quyết định của mình rồi. Thì thật sự hiện tại thì theo như những trải nghiệm sáng giờ thì cảm xúc của em cũng đã cho em được cái quyết định cuối cùng. Đến lúc phải quyết định, một trong hai sẽ là người được chọn. Liệu ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến giành trái tim của Trúc Mai? Bây giờ là lúc là em sẽ đưa ra quyết định của mình. Anh Hiếu, anh quay lại. Anh hy vọng là anh nắm bàn tay em đó thì anh có sẽ có thể là dẫn em đi đến những nơi mà trước đây em đã đi mà chỉ có mình anh thôi. Khi mà nắm tay Mai thì mình thấy rất là xúc động và mình tưởng tượng là cái nắm tay đó nó sẽ lâu dài và hai đứa có thể cùng nắm tay đó để đi được những chặng đường xa hơn trong cuộc sống. Mình rất là hy vọng vào cuộc hẹn này.
Và anh Ân mời anh quay lại luôn ạ. Em có nghe người ta nói là tình yêu đâu phải ai cũng may mắn lừa được nhau chưa? Anh hy vọng là sau này mình sẽ có cơ hội nhiều hơn để được gặp em và tiếp xúc với em. Thực ra thì mệt chứ anh, nhưng mà cảm thấy xứng đáng. Mệt thêm vài lần nữa cũng được. Nhưng mà anh vẫn mong là mình sẽ làm một cái gì đó cao hơn là một người bạn. Những yếu tố đó cộng lại không là khẳng định một điều anh yêu em chắc luôn. Sợ thì người em sẽ rất là tiếc phải nói xin lỗi anh ơi. Thật sự em cũng rất là quý anh với những cái trải nghiệm và cái chia sẻ sáng giờ mà mình đã cùng nhau những có những cái hoạt động và những cái cuộc chia sẻ nó nói lên cái tình cảm của mình. Và em cảm thấy là những cái thể hiện của anh nó khá là chân thật và nó khá là chu đáo. Nhưng mà thật sự thì em cảm nhận được nó ở mức độ là dành cho một người bạn. Anh cũng cảm ơn em. Mình đi chơi với nhau thì có lẽ sẽ rất là vui, nói chuyện với nhau sẽ rất là thoải mái. Có lẽ nó thiếu một chút gì đó, gọi là mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau đó. Thiên Ân và Trúc Mai ngay từ đầu đã rất hợp với nhau về sở thích và tính cách. Nhưng con tim thật khó lý giải. Đôi khi hợp thôi vẫn chưa đủ mà cần có những sự rung động. Và anh cũng mong là em sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ tìm được người phù hợp với em, chăm sóc cho em chu đáo hơn. Chào tạm biệt em. Chúc bạn gặp may mắn nha. Chúc mừng Trung Hiếu, chàng trai điềm đạm, cân mẫn góp nhặt những cử chỉ, những sự quan tâm nhỏ nhất mới là người giành được trái tim của cô nàng cá tính Trúc Mai. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Mình đã tìm được một cái người phù hợp với mình thì mình sẽ quyết định là mình tỏ tình với chàng trai đó. Hiện tại thì em có chuẩn bị một bài nhảy nho nhỏ. Em sẽ nhảy cùng với những nhóm của những người bạn rất là thân với em. Em như thứ anh cười, em điều đó không xóa câu nào. Nỗi nhớ anh đang làm em mong mình hẹn hò nữa đi. Để nó đến chiều này đi. Dẫu khác nhau đôi đường, em anh lưu anh sẽ lãng mạn. Chính những điều này làm em tin tình yêu hai chúng ta trở nên thú vị. Chơi nắng như nhà tài xế, nên người em đâu.
Mời quý vị cùng đón xem tập tiếp theo.